Chào quý vị, mọi nội dung trên kênh này đều được bảo vệ bản quyền trí tuệ. Vui lòng không sao chép hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của video để tránh những hậu quả không mong muốn. Xin cảm ơn. Chào quý vị, cái video này có hai cái đề tài mình muốn chia sẻ. À, cái thứ nhất là 7.500 con số này ai phải đóng thêm thuế an sinh xã hội năm tới 2025. Và cái đề tài thứ nhì là câu hỏi của một quý vị hỏi rằng là cái tiền hưu an sinh xã hội trung bình năm tới được hơn 4.000 đồng một tháng có phải hay không? Về cái phần tiền hưu an sinh xã hội đó, thì có thể là khi mà mình nghe cái tin này không có được rõ uh, trên 4.000 đồng một tháng không phải là mức trung bình ha. Uh, an sinh xã hội cái mức tối đa mình dùng cái mức tối đa của những quý vị nào lãnh tiền ở tuổi hưu chính năm nay đó quý vị ví dụ như năm nay 2024 mình sẽ so sánh với năm 2025 nha thì năm 2024 nếu mà mình bước vào tuổi hưu chính thì tối đa năm nay mình lãnh được mỗi tháng là 3.822 đồng một tháng. Năm tới bởi vì an sinh xã hội vừa thông báo 2.5% được tăng cho cái phúc lợi an sinh xã hội uh, cho năm tới thì sẽ được tăng lên. Có nghĩa là năm tới nếu mà những quý vị nào mà lãnh tiền uh, hưu chính mà được lãnh ở mức tối đa thì là 4.018 đồng một tháng nha. Có thể là khi mà cái thông tin mà đến với một số quý vị đó nghe rằng là cái mức trung bình thì đây không phải là mức trung bình nha quý vị mà là cái mức tối đa nha của những quý vị nào mà lãnh hoặc là khai ở tuổi hưu chính mà lãnh mức tối đa nha khi mà nói mức tối đa đó mình cũng thường chia sẻ một số video có một số quý vị hỏi rằng làm sao đạt được mức tối đa và cái mức tối đa thì quý vị thấy rất ít người đạt được cái mức tối đa ha là bởi vì rất nhiều người khó mà đáp ứng được hai cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là mình phải làm việc ít nhất là 35 năm trong cái hồ sơ của mình. Và 35 năm này đó là mình phải có cái thu nhập đóng thuế an sinh xã hội hả quý vị? Đó. Thì thuế an sinh xã hội tổng cộng là 12.4%. Mình có thể làm việc cho một nơi mà mình nhận cái đó YouTube mình khai thuế thì mình đóng phần nửa thôi 6.2 cái nơi mà mình làm việc họ cũng bù đóng cái phần kia cho mình luôn còn mình làm mà có cái mẫu 1099 thì mình đóng hết như vậy ha thì cái điều kiện thứ nhất là khi mà mình khai hưu mình phải có ít nhất là 35 năm và 35 năm là cái thu nhập phải bị thuế sinh xã hội nha có nhiều quý vị có thể là có những cái thu nhập đủ cái số lượng năm nhưng mà một số thu nhập khác thì nó không phải là thu nhập từ việc làm nên nếu mà không phải là thu nhập từ việc làm thì không có bị thuế an sinh xã hội ví dụ như có một số quý vị thì đầu tư uh, có thể là cổ phiếu hay là uh, kinh doanh cái gì đó bất động sản là uh, mua rồi bán vân vân thì những cái đó không có bị cái thuế an sinh xã hội bởi vì không phải là trực tiếp từ việc làm nên mặc dù mình có thu nhập cao nhưng mà trong cái hồ sơ mình vẫn không có 35 năm trực tiếp từ việc làm của mình đó. Rồi cái thứ nhì là liên quan đến 35 năm này trong hồ sơ của mình đó, thì phải luôn có cái thu nhập từ việc làm ở cái mức tối đa mà an sinh xã hội lấy thuế. Yeah. phải luôn cái mức tối đa. Thì hai cái điều kiện như vậy đó thì rất ít quý vị mà có được cái mức tối đa uh, trong cái quãng uh, um, đời mình làm việc mà có được 35 năm như vậy nha, không phải là mình nói không có nhưng mà rất là ít mình làm việc không biết là bao nhiêu chục hay là trăm ngàn hồ sơ mà gặp giỏi lắm là đếm được trên đầu ngón tay chứ không có nhiều hả quý vị cái thu nhập tối đa mà an sinh xã hội lấy thuế thì quý vị thấy hàng năm thì sinh xã hội tăng lên ha. mình lấy cái này cũng thường chia sẻ với quý vị mình muốn lấy cái khung từ 1986 cho đến 2025 thôi quý vị thấy năm tới là những thu nhập nào mình có từ việc làm lên đến 168.100 đồng thì mới bị thuế an sinh xã hội 12.4 hoặc là 6.2 phần trăm và năm nay là quý vị thấy những thu nhập nào mình có là lên đến 168.600 đồng đó, thì mình đi ngược lại mình có thể mình có hơn 35 năm có thể mình có cái thu nhập từ việc làm hơn 35 năm nhưng mà ít nhất mình phải có cái thu nhập là ít nhất là phải 35 năm thì mới có thể uh, lãnh được cái mức cao ha và phải luôn nằm mức tối đa thì những năm trước những năm trước thì quý vị thấy cái thu nhập thấp hơn uh, dựa theo cái mức lạm phát thì anh xã hội điều chỉnh ha. thì rất khó bởi vì nhiều quý vị mình uh, cho ví dụ, ví dụ như một uh, quý vị còn trẻ tuổi mới, mới bắt đầu đi làm bây giờ thì rất khó để mà đạt được cái lương mức tối đa mà xã hội thu thế như vậy. Ví dụ như vừa học xong ra trường hay là một số quý vị nào mà vừa bước vào sự nghiệp làm việc ở thời điểm trẻ tuổi 20 21, 22 gì đó hay 18 19 gì đó thì rất khó mà có cái lương 176.100 đồng như vậy. Rồi từ thời điểm này là năm tới đó, về sau mình phải luôn có cái mức cao như vậy, tức là 35 năm thì đây là một cái mà rất ít quý vị đạt được cái thu nhập tối đa trong suốt sự nghiệp của mình làm việc. Rồi nói đến số, số lượng 35 năm làm việc thì có một số quý vị có thể là có những cái sự gián đoạn trong công việc. À, có thể là mình không có đủ 35 năm và đặc biệt là khi mà mình uh, sang Mỹ định cư, một số quý vị sang Mỹ định cư ở tuổi cao và thường thường mình có những cái câu hỏi, mình nhận được những câu hỏi mà tôi sang Mỹ ở tuổi 50 hay là 60 làm sao tôi lãnh được cái mức tối đa tiền hưu. Thì cái đó là quý vị thấy rất là khó. Có thể mình có thu nhập cao nhưng mà cái số lượng năm mà 35 năm trong cái hồ sơ thì rất là khó ha, bởi vì khi sinh xã hội tính hưu thì họ chia ra 35 năm à, áp dụng công thức để mà tính hưu thì họ dùng 35 năm để mà tính hưu cho mình mình không có à, cái cơ hội làm việc được 35 năm thì họ cũng không có không mèn, có nghĩa là họ vẫn chia 35 năm bởi vậy bất lợi cho mình khi mà mình định cư Mỹ ở tuổi cao hoặc là mình làm việc không có đến 35 năm thì sẽ không được đạt được cái mức cao như vậy hết Quý vị thấy chỉ cần mình làm việc, ví dụ như mình làm đủ 35 năm mà chỉ cần có một năm là cái mức thu nhập của mình không có nằm ở cái mức cao nhất bản sinh xã hội. Uh, có thể lấy thuế lên cái mức tối đa như vậy là ảnh hưởng đến cái tiền của mình sẽ không nằm ở mức cao nhất không quý vị. Right. cái mức tối đa cho những quý vị mà có cái tuổi hưu chính như mình nói là trong video này mình chỉ nhìn vào những quý vị mà cái tuổi hưu chính khai hoặc là lãnh ở tuổi hưu chính mà mức tối đa thôi ha quý vị? Thì năm nay tối đa là 3.822, năm tới được tăng lên là 4.018 đồng một tháng ha. Nên ở đây hỏi rằng là có phải tiền hưu trung bình ở mức này hay không thì không hả quý vị? Tiền hưu mà lãnh được trung bình năm nay đó thì có khoảng chừng 1.900 một tháng nha thông tin mà tượng xã hội gần nhất đây là 1927 đồng một tháng là cái mức trung bình cho năm nay 2024 và năm tới 2025 thì ước lượng rằng là cái mức trung bình là 1976 đồng một tháng tiền hưu ha quý vị. Có nghĩa là ở mọi lứa tuổi rồi trung bình lại thì là ở con số này nha. quý vị về cái phần uh, 7.000 rưỡi này ai phải đóng thuế an sinh xã hội đóng thêm thuế an sinh xã hội cho năm tới 2025. Mình muốn uh, cắt nghĩa ở đây một tí, có một số quý vị có thể nghe cái tin này thì không biết là có phải là tiền cái thu nhập của mình mình bị thêm thuế ai cũng vậy hay là không ha. Thì quý vị thấy đó, cái này nó liên quan đến uh, vào ngày 10 tháng 10 vừa qua đó, an sinh xã hội thông báo những cái thay đổi bao gồm tiền mình lãnh được tăng thêm 2.5% cho năm tới. Thì khi mà nghe về cái này đó nha, là nó liên quan đến thu nhập mà bị thuế an sinh xã hội nha, cho năm tới ha quý vị, cho năm 2025 nha. Hàng năm đó an sinh xã hội tăng cái thu nhập chịu thuế lên. Ví dụ như năm nay đó, cái thu nhập nào mà mình có từ việc làm lên đến 168.600 đồng. Năm nay là 2024 không quý vị? Thì mới bị thuế an sinh xã hội thôi nha. Thuế an sinh xã hội là tổng cộng là 12.4%. Có thể mình đóng chỉ có phần nửa nếu mình làm việc mà mình có cái mẫu đắp YouTube mình khai thuế còn mình làm cái 1099 thì mình đóng hết như vậy ha thì đó khi mà quý vị nghe là những quý vị này phải đóng thuế thêm nó không phải bất cứ ai cũng đóng thuế thêm quý vị đây là cái uh, con số cho năm nay thì năm tới đó, an sinh xã hội điều chỉnh đẩy cái phần này lên cao hơn có nghĩa là năm tới họ tăng thêm bảy ngàn rưỡi có nghĩa là họ cộng thêm 7 rưỡi và 168.600 đồng là năm 2025 những cái thu nhập nào mà chịu thuế thuế như vậy nè được tăng lên từ 168.600 đồng sẽ được tăng lên là 176.100 đồng ha đó. thì khi mà quý vị nghe cái này đó thì mình khuyên đừng có liên lạc xin xã hội mất thời gian của quý vị uh, bởi vì cái 7 rưỡi này đó là cái sự khác biệt giữa 176.100 đồng mà an sinh xã hội sẽ tăng lên cho năm tới, tăng lên cho năm tới. Khi mà mình so sánh cái sự khác biệt giữa 168.600 đồng và 176.100 đồng như vậy là sự khác biệt là 7 rưỡi như vậy nhé. Thì cái này có phải là ảnh hưởng tất cả những quý vị nào đang lãnh tiền hưu ăn sinh xã hội hay là những người đi làm hay không? Không đó. Chỉ có những quý vị nào mà có thu nhập mà cao, đó, có nghĩa là mình cao lên đến cái mức này thì năm nay mình bị giới hạn ở 168.600 đồng thì năm tới nếu mà thu nhập của mình lên đến cái mức này đó thì thêm 7.500 nữa mình phải đóng thuế có thể là 12.4 hoặc là 6.2% tùy theo mình làm uh, uh, qua cái 19 hay là cái W2 hả quý vị mà phần đông thì quý vị thấy cái thu nhập này đó nó 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 nằm ở mức cao đặc biệt là thu nhập từ việc làm nên uh, chỉ có một số quý vị là nằm trong cái cái thu nhập như vậy mới bị thuế thôi ha còn trung bình thì cái mức thu nhập nó thấp hơn cái này nên nhiều người không có ảnh hưởng gì hết khi an sinh xã hội tăng như vậy hết á cái mức thuế thì họ vẫn giữ nguyên như vậy ha quý vị không có tăng nhiều quý vị chắc nghĩ rằng là cái quỹ tiện sinh xã hội cạn kiệt À, 9 năm có phải những 9 năm nữa thì họ sẽ tăng cái phần trăm à, đóng thuế trên xã hội lên nhưng mà họ vẫn giữ nguyên cho năm tới nha nên là nó vẫn nguyên như vậy chỉ có cái thu nhập như vậy à, thôi á Alright chứ không phải ai thì cũng phải đóng thuế à, với con số 7 ngàn rưỡi như vậy tùy theo mình nghe cái thông tin ra sao đôi khi mà cái thông tin à, mình không được cập nhật cặn kẽ thì mình tưởng rằng ô mình làm việc mình phải đóng thuế thêm như vậy thì không có hả quý vị thì đó là về cái đề tài này nha. ok thì đây là hai cái đề tài mình muốn chia sẻ trong cái video này có gì mình sẽ trở lại những video sau chào quý vị